Mới đây, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức chương trình Đêm Gala chào đón tân sinh viên năm 2024. Đêm nhạc đã tạo ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn. Chào tân sinh viên đã trở thành chuỗi chương trình hoạt động thường niên do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức, tạo được ấn tượng đối với sinh viên mỗi dịp bước vào năm học mới. Đêm nhạc chào tân sinh viên được chuẩn bị công phu, quy tụ của sinh viên các khối ngành đào tạo cùng các tiết mục giao lưu của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi động với nhiều tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại. Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc tạo không khí gắn kết, giúp các tân sinh viên cao đẳng y tế Thanh Hóa thêm hứng khởi, nhanh chóng tự tin hòa nhập môi trường học tập mới.